Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Manna buổi sáng của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những tiết mục sau: chuyên mục Lời Chúa và Suy Niệm, chuyên mục Hạnh Các Thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Là người lớn nhất trong nước trời. Matthew chương 18. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy." Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng bao giờ được vào nước trời. Đây là một câu nói long trọng của Đức Giêsu. Như thế, điều kiện để được vào nước trời là phải quay trở lại và trở nên như trẻ thơ, sống theo tinh thần của trẻ thơ. Trở nên như trẻ thơ không phải là trở nên ấu trĩ, ngây ngô, khờ khạo, nhưng là khiêm hạ, tin cậy, phó thác cho Thiên Chúa. Vì thế, thiên đàng có chỗ cho người lớn, người trưởng thành, những người đã sống tinh thần của trẻ thơ. Để trở lại và trở thành như trẻ thơ, cần nhiều hy sinh, từ bỏ. Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của các môn đệ: ai là người lớn nhất trong nước trời? Người lớn nhất chính là người đã hạ mình xuống như em nhỏ đang đứng giữa các ông. Đoạn tin mừng này đã gợi ý cho chị Teresa bí quyết nên thánh, mà chị gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Chỉ cần sống như trẻ thơ là có hy vọng được nhận vào nước trời. Teresa đã kiên trì đi con đường này suốt cuộc đời ngắn ngủi của chị. Và chị đã nên thánh, đã thu hút bao người đi con đường này. Con đường này thật ra cũng chẳng phải là đường của chị, cho bằng là con đường của bài tin mừng hôm nay. Chị Teresa đã muốn sống cái đơn sơ, nhỏ bé của trẻ thơ. Tôi muốn tìm thấy một cái thang để lên tới Đức Giêsu, vì tôi quá nhỏ bé không lên nổi các bậc trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, thang chính là cánh tay Ngài. Con không cần phải lớn lên, ngược lại, con phải nhỏ mãi. Teresa không nên thánh bằng những việc hãm mình kinh khủng, nhưng bằng những hy sinh nho nhỏ
những từ bỏ ý riêng. Ai không có gan đóng đanh mình bằng những chiếc đanh lớn thì phải chịu tử đạo bằng những chiếc kim nhỏ. Chị tin vào sức mạnh của những việc nhỏ bé được làm vì tình yêu. Nhặt một cái kim ở dưới đất vì yêu mến cũng có thể cải hóa một linh hồn. Mối quan tâm duy nhất của chị là làm vui lòng Chúa trong mọi sự. Tôi vui sướng chịu đựng gian khổ, ngay cả chỉ để làm Chúa mỉm cười lấy một lần. Teresa phó thác cho Chúa trong giây phút hiện tại. Nghĩ tới dĩ vãng và bận tâm về tương lai dễ làm nản chí và thất vọng. Tôi chịu đựng từng giây phút một. Chúa trao cho tôi từng lúc điều tôi có thể chịu đựng, và chỉ thế thôi. Teresa nói với chúng ta về cách cầu nguyện của chị. Tôi làm như mấy đứa bé chưa biết đọc. Tôi nói với Chúa cách đơn sơ điều tôi muốn nói với người, và người luôn nghe tôi. Tuy sống tinh thần trẻ thơ, nhưng Teresa lại mang nhiều mơ ước lớn. Chị mong được đi truyền giáo khắp nơi, được vào dòng kính ở Hà Nội. Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ học cho giỏi tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp để hiểu tư tưởng của Thiên Chúa được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người. Teresa chẳng bao giờ là linh mục và cũng chẳng đi Hà Nội. Nhưng lòng ao ước khiến chị đã thực hiện những điều lớn lao. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn chị làm tiến sĩ giáo hội, dù chị chưa học xong trung học và qua đời khi mới 24 tuổi. Teresa hài đồng Giê-xu là một vị thánh được yêu thích, đơn giản chỉ vì chị đã trở lại và trở thành như trẻ thơ. Lạy Chúa Giê-xu, tình yêu của con. Nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Đó là trái tim, một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng. Các vị tự đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giê-xu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu, và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện. Amen.
ngày 1 tháng 10, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, tiến sĩ hội thánh, sinh năm 1873, mất năm 1897. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1873 tại Alençon, nước Pháp. Ngài là con thứ 9 của hai ông bà Louis Martin và Zélie Guérin. Trước kia, hai ông bà đã có ý nguyện dâng mình phụng sự Chúa trong tu viện mà không thành. Năm người con còn sống đều đã dâng hiến theo đời sống tu trì. Khi sinh ra Teresa, mẹ ngài đã nói: "Tôi chỉ ao ước có nhiều con để dẫn chúng về trời." Nhưng khi mới lên 4, Teresa đã mất mẹ và chết vì căn bệnh ung thư. Nhưng được sự diệu hiền của người cha đã bầu thánh nữ suốt khoảng thời thơ ấu. Một buổi chiều, níu tay cha, Teresa chỉ nhìn lên trời mà nói: "Cha ơi, xem kìa, tên con đã được viết trên trời." Dù còn nhỏ từ tuổi lên 3, ngài nhớ rằng mình đã không từ chối Chúa điều gì. Ngài đã cố sửa tính cứng đầu, ích kỷ và hay thay đổi. Lúc lên 10, ngài ngã bệnh nặng, nhưng ngài đã thấy tượng Đức Trinh Nữ mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất. Teresa luôn nghĩ tới những sự trên trời. Ngài nói rằng: "Chúa Giê-xu đã chết trên thánh giá để cứu rỗi các linh hồn. Nhưng thật đáng buồn khi có rất nhiều người không đáp lại lời mời gọi của Chúa." Bởi thế, thánh nữ đã cầu nguyện và thống hối để đưa các linh hồn về trời. Có một kẻ cướp tên là Branzini bị kết án tử hình. Thánh nữ đã tự ý cầu nguyện cho hắn được ân hối cải. Ngài còn xin một dấu chỉ chứng tỏ hắn hối cải. Và rồi, tên cướp đã từng từ chối sự giúp đỡ của linh mục. Lúc lên đoạn đầu đài, bỗng quay nhìn thánh giá và hôn 3 lần. Từ nhỏ đã quyết nên thánh, Teresa muốn được sớm tận hiến cho Chúa. 15 tuổi, ngài đã ước ao được gia nhập dòng kín. Không được phép, ngài hành hương đi Roma để xin phép Đức Giáo Hoàng. Đức Leo 13 đã chỉ trả lời: "Nếu Chúa muốn." Đức Giám mục Hugoni đã cho phép ngài vào dòng ngay. Nơi đây đã có 3 người chị của ngài. Nhận được tên Teresa của Chúa Giê-xu Hài Đồng, ngài thêm và của Nhan Thánh. Ngày 10 tháng Giêng năm 1889, khấn dòng, ngài cầu nguyện: "Ôi Chúa Giê-xu, con xin ơn bình an và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tử đạo trong lòng hay nơi thân xác, hay tốt hơn được tử đạo cả hai." Chính nhờ đường con thơ tin tưởng và phó thác mà thánh nữ đạt đến tuyệt đỉnh thánh thiện và hoàn tất ơn gọi sống tình yêu và đau khổ. Ngài đã quyết không bỏ một hy sinh nhỏ bé nào. Ngài đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử một cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục. Ngài bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại mà chỉ đáp lại bằng nụ cười. Người ta chỉ gặp thấy nơi ngài thứ ánh sáng an bình và không thể đoán biết nổi những đau khổ mà dường như ngài muốn giấu cả Chúa nữa. Con cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ để Chúa nhân lành như bị lười bởi dáng vẻ bên ngoài, cũng không biết rằng con phải đau khổ nữa. Lạnh lẽo ngài không chà tay, đau chân ngài chú ý kéo chân đi khập khiễng. Ngài âm thầm thực hiện những việc giúp đỡ phiền hà nhất. Một chị bạn làm bể bình, nhưng ngài bị la rầy mà ngài vẫn cúi đầu nhận lỗi. Một chị bạn đã găm kim vào da thịt ngài khi giúp ngài đổi khăn mà ngài vẫn cảm ơn không hề kêu trách. Một nữ thu già kỳ chướng cần được sự giúp đỡ, Teresa tận tụy phục vụ bà và chỉ mỉm cười đáp lại những phiền trách của bà. Người ta hỏi ngài: "Chỉ nói thế nào là ở như một trẻ thơ trước mặt Chúa?" Ngài trả lời là khiêm tốn đón chờ mọi sự bởi Chúa nhân lành, như một trẻ thơ chờ đón tất cả bởi tay cha nó. Mọi sự khác chẳng quan hệ gì. Thật viển vông khi muốn vài chục người chung quanh quý chuộng. Tôi chỉ mong được yêu thương ở trên trời, bởi vì chỉ ở trên đó mới hoàn hảo mà thôi. Ngài không đòi được soi sáng nữa, khiêm tốn và phó thác. Ngài tin rằng: "Tôi không mơ được thấy Chúa và các thánh của ngài như nhiều người khác ao ước được nhìn thấy và thấu hiểu mọi sự, mà chỉ muốn ở lại trong cuộc sống đức tin." Giáo thuyết rất đơn sơ nhưng sâu sắc của ngài được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngẫm và được trình bày trong cuốn Một Tâm Hồn. Chị Pauline của ngài và mẹ Agnes de Jesus đã khuyến khích và truyền cho ngài viết lại những ký ức này. Sợ rằng việc này làm phân tâm, nhưng vì vâng lời ngài đã thực hiện. Thế là chúng ta có được một sứ điệp khôn sánh về đức khiêm hạ, sức mạnh tình yêu và phó thác. Có người muốn bé nhỏ ấy lại có những ước muốn vô cùng. Con thấy mình có ơn gọi làm chiến sĩ, làm đinh mục, làm tông đồ, làm tiến sĩ và chịu tử đạo. Và ngài lại chỉ thực hiện những hy sinh nhỏ được biến nên trong sáng bởi tình yêu đại độ.
một phương thế để nên chọn lành ư? Con chỉ biết có tình yêu. Tháng 6 năm 1894, có triệu chứng đầu tiên thánh nữ bị bệnh lao. Dù vậy, ngài vẫn tiếp tục các bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công tác nào. Không hiểu biết, người ta trách ngài biến nhát. Hơn nữa, ngài còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn. Ngập chìm trong bóng tối, ngài như mất đức tin, nhưng vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Khi người ta mang đến một ly thuốc đỏ đẹp, ngài nói: "Ly thuốc nhỏ này, người ta tưởng là đầy rượu ngon. Thực sự chưa bao giờ tôi đã phải uống một thứ thuốc nào đắng hơn. Đó là hình ảnh đời tôi. Dưới mắt người khác, nó đầy màu sắc vui mắt. Người ta tưởng tôi uống một thứ rượu ngon ngọt, nhưng thực sự nó là thuốc đắng." Sau những đau đớn dữ dằn, ngài nói: "Con không hối hận vì đã hiến mình cho tình yêu. Khi sắp từ trần, ngài hứa: "Trên trời con sẽ làm mưa hoa hồng xuống." Ngày 30 tháng 9 năm 1897, sau khi lãnh của ăn đàn, thánh nữ đã rút hơi thở sau cùng tại phòng bệnh dòng kiến Lisieux, mộ phần của chị tại nghĩa trang thành phố nằm ở trên đồi Opiquet. Trong tiến trình phong chân phước ngày 6 tháng 9 năm 1910, xác của chị được cải táng và di cốt được đặt trong một chiếc hòm bằng chì đặt trong một hầm mộ khác. Ngày lễ kính thánh Teresa, chúng ta hãy xin Chúa qua lời cầu bò của thánh nữ cho chúng ta luôn chấp nhận mọi đau khổ Chúa gửi đến cho chúng ta trong tinh thần đơn sơ và phó thác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.